Chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu của người chơi Franco của Nova, Rông Lớn và Basbel anh em nhá. Rồi, vâng. Trong video ngày hôm nay chúng ta cùng xem những trận thi đấu của cả hai đội chẳng có mặt trong đêm chung kết tranh tài. Và Nova họ cũng có những màn thi đấu rất ấn tượng của nhà đương kim vô địch năm ngoái. Và như vậy là Royal Champion nó đang ăn được rất nhiều công trình ở đây. Vâng, gồng lên phát nào. À, gồng rồi à. Rồi, không ăn được máy bắn đá nhưng không sao cả. Lính nội thành là một Lava với cả là Inferno Dragon. King đang vả góc 9 giờ, dọn hai bên rất ảo lòi luôn. Vậy thì dồn quân từ dưới khu vực mỏ chim dồn lên à? Không, có lẽ không đâu. Họ sẽ ăn vào một dòng điện sẽ thả góc 12 giờ, mình ra cắt dự là như vậy. Sau đó thì góc 11 giờ sẽ toàn bộ rồng đi vào. Rồi, một bình động dược đã được triển khai luôn rồi nha. Hay đấy, đã cứu toàn bộ em Queen luôn. Nhưng mà con Inferno Dragon của đội bạn vẫn đang cực kỳ là nhức nhối. Vâng, để xem người chơi này xử lý như thế nào. Rồi, sẽ phải gồng Queen thôi. À, không cần gồng. Này thì Inferno Dragon của chúng tôi này. Đây mới gồng này. Vâng, như vậy là đúng chính xác rồi. Rồng điện ăn trên kia. À, rồng rồi. Rồi, Baby Tiểu Long cũng dọn ở góc dưới này. Không ăn được Queen đâu. Không ăn được Queen, không ăn được Queen. Pha đấy không ăn được, khó. Đó, rồng ở góc 1 giờ chứ không phải góc 11 giờ đâu anh em ạ. Rồi, thế mình quăng nội trong khu vực này. Bật skill lên không? Chưa đâu. Xâm nhập vào nhà chính nó gần kích hoạt thì mới bục vào cơ. Rồi, thời điểm quá tuyệt vời và cực kỳ nhanh tay. Vâng, tuyệt vời đấy. Và như vậy dưới này có khí cầu thả đá cũng được tham chiến luôn. Em Queen sẽ nằm sàn khu vực này khi mà rồng còn quá nhiều luôn. Rồi, Baspel từ hướng 9 giờ đi vào để bắn vào thẳng vào máy bắn đá. Bịt phản nữa, đúng rồi. Vâng, anh em thấy không? Bịt luôn được cả cái thổi gió cơ. Vâng, tính toán cực kỳ là như thần luôn. Quá chất chơi và gọn gàng. Vâng, bây giờ đại quân tua thẳng vào hướng 6 giờ. Một trận thi đấu quá nhanh, quá nguy hiểm rồi. Vâng, còn rất nhiều công trình phòng thủ và bây giờ mới đến lượt. Vâng, khí cầu thả đá nó mở ra. Mở ra là bấm thôi chứ còn thực ra còn không cần mở cũng được. Rồng còn quá nhiều trong tình huống này. Vâng, đánh đấm gì mà căng quá vậy hả Nova? Đúng là hình ảnh của đương kim vô địch nó khác bọt thật. Nhưng tiên bạn vẫn chỉ là người về sau rồi. Và tàng họ vẫn kinh lắm. Quá tuyệt vời anh em nha. Hay thôi rồi đấy nhở. Tiếp theo là một trận Super Queen Minor Hawk đến từ Top Top Nova. Rồi, sẽ đánh như thế nào đây? Đánh như thế nào đây bạn nè? Và như vậy là nó có một loạt balloon đã được thả ra từ góc 7 giờ đi vào và có cả Queen. Vâng, balloon nó thả ở đây cũng như là nó sẽ vét rác giả phá bom mìn đấy, cho em Queen thoải mái chiến đấu. Rồi, một thằng King cũng đã được bụp ra trong tình huống này. Rồi, vâng, Queen, Super Queen nó sẽ ăn được khu vực nhà chính. Dọn được thêm ở đây nữa, vâng, diệt được Queen của đội bạn nữa thì đẹp. Nhưng mà chắc chắn là phải diệt được, vâng, thằng King có nhiệm vụ đấy. Rồi, đã gồng luôn thằng King và nổ vô bấy đốc xoáy trong tình huống này và bị Inferno một tiền nó đốt chết thằng King rồi. Rồi, lính thủ nhà của đội bạn cũng đã được bục ra trong tình huống này. Động dược, đúng rồi, để bịt hai con Headhunter kia lại nào. Rồi, vâng, đang có hai siêu công thành binh và một em sẽ mở lối đi trước để vào đây. Rồi, em Queen, Queen ơi, quay xe. Rồi, và như vậy là đã có dấu hiệu, vâng, thả quân ở hướng chốc 9 giờ. Vâng, trại lính bay cũng đã được bục vào đấy luôn rồi. Thế mà mình cuồng nộ nữa cho Queen. Vâng, bắt buộc bằng mọi giá phải cứu em Queen thôi. Vâng, Minor Hawk cũng đã được tua vào từ hướng góc 8 giờ, có cả đại quản giáo rồi. Rồi, Hawk rất đông ở đây trong tình huống này. Vâng, em Queen, cẩn thận em Queen kìa. Vâng, đã một pha đóng băng bịt được máy bắn đá với cả là X-Bow mặt đất rất kịp thời. Và Queen bắt buộc phải gồng luôn trong tình huống này rồi. Gồng luôn cả đại quản giáo để cứu nào. Ôi, pha đóng băng X-Bow với cả máy bắn đá cực kỳ chất. Vâng, Queen quay xe. Ô, đập thêm đồ cho Queen, chơi đồ vào. Ăn quá tốt luôn. Bịt được mọi bên này nữa, Inferno đã bị bịt. Còn đội quân bên kia, ôi, một Hawk đang phá được quả bom đôi ở cây Inferno nhiều tia. Quá chất luôn, vâng, con Hawk này, vâng, phải về, phải phòng ngày anh hùng thôi. Vâng, thêm một ít Miner nữa cũng đã phá được bom đôi ở chỗ máy bắn đá. Rồi, nằm sàn đến từ mẫu bay này rồi các bạn ạ. Một trận thi đấu, vâng, cực kỳ gọn gàng luôn. Đại quân còn rất đông, Royal Champion còn chưa cần gồng cơ mà.
Rồi một siêu công thành binh mở lối nào vời. Em trụ ai chờ mất nửa máu luôn. Một trận thi đấu quá hay ho. Thật là không thể đỡ nổi. Nova. Đây là màn trình diễn của đương kim vô địch. Nhưng mà tất cả cũng chỉ nằm sàn thôi. Nếu anh em có nhu cầu mua vé vàng, những gói gem, những gói ưu đãi thì hãy nhanh tay liên hệ Akari Gaming để mình hỗ trợ cho các bạn nha. Quá hay luôn anh em ơi. Rồi chúng ta hãy cùng đến với một trận thi đấu La Valun đến từ người chơi Warning của Vatang. Vâng, đây là một trận đánh rất là căng cò nữa nha các bạn nha. Đây là những trận thi đấu mà đã mang về tấm vé vàng trong đêm chung kết cho Vatang. Rồi King Queen từ hướng góc 9 giờ bụp vào. Vâng, con siêu công thành binh đã mở pha lối cực kỳ ngon nghè luôn. Và như vậy là đã gồng kinh để tiếp cận ăn máy bắn đá và ăn Royal Champion trong tình huống này. Và không trượt phát nào đến từ kinh 75. Bên này có một con em Royal Champion đang hỗ trợ nữa. Rồi Inferno nhiều tia y. Chúng tôi cần hết luôn. Vâng, cần cả giày, cần luôn cả tất. Rồi các bạn có thể thấy là ba con tướng đã triển khai được. Vâng, ăn rất nhiều công trình luôn. Dụ luôn được lính hội thành ở đây. Vâng, này. Rồi, rồi, rồi. Vâng, Goblin kia bụp lên. Rồi, đập bình xét luôn để đánh mấy con kia. Quá chất chơi và diệt lính hội thành cực kỳ hay đến từ người chơi Warning. Vâng, đập chết toi luôn. Này thì Headhunter với chúng tôi này. Vâng, đúng là dân chơi top thế giới. Nó khác bọt lắm anh em ạ. Có những pha xử lý cực kỳ tinh tế. Vâng, đi vào lòng người. Vâng, đi vào lòng tài khoản. Bởi vì những trận thi đấu mang tính chất cả triệu đô như thế này thì những vai như đấy là mang về siêu phẩm rồi. Toàn bộ balloon với cả là lava cũng bắt đầu được thả giải rải rồi. Từ hướng 6 giờ đi lên có hỗ trợ của đại quản giáo. Và như vậy là đã đập được một khoảng tường rất to. Rồi tiếp, tiếp nào, tiếp nào. Beat lại cây Inferno nhiều tia. Rồi và như vậy là mỏ chim đã được kích hoạt rồi. Rồi như thế nào đây? Vẫn còn một lava nữa anh em ạ. Vâng, hết sức bình tĩnh là chúng ta cùng theo dõi khu vực nhà chính nào. 1, 2, 3 đúng không? Đúng rồi. Quá đẹp luôn. Không ảnh hưởng gì đến đại quân của chúng ta. Khí cầu thật á vẫn đang còn tiếp tục thẳng tiến vào chỗ em Queen nữa. Vẫn đang còn ba cái đóng băng cơ mà. Đóng băng ở đâu? Mỏ chim beat lại không? Không. Và như vậy máy bắn đá đã bị khóa mồm lại rồi. Mỏ chim thì đang bị những em balloon ở đây. Bình tốc bây giờ mới được triển khai nha. Còn đúng một bình đóng băng, vâng, xử lý bằng những em xương tiêu diệt em Queen cực kỳ nhanh gọn. Quá chất chơi luôn, phải bịt em Queen lại mà không bịt máy bắn đá. Vâng, cố tình trôn à. Ô, Warning cố lên. Vâng, các bạn ơi, Inferno 1 tia và em Queen đang chết ngắt ngứ rồi. Rồi, em Queen đã bị thịt luộc. Vâng, con đai quản giáo cấp 50. Ô, Lava Pup và Minion còn rất nhiều. Vâng, đây là trận thi đấu mang về đêm chung kết đây rồi. Warning, vâng, cảnh báo. Và một trận thi đấu 3 sao nữa. Quá hay và cảm xúc anh em ạ. Tiếc gì được like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nha. Tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng đến với một trận thi đấu, vâng, Super Quid cực dị của người chơi Jeff. Vâng, đã giúp Vatang danh được tấm vé vàng trong có mặt ở trong đêm chung kết. Và người chơi này đã sử dụng Super Đại Quản Giáo chơi với 5 Wish anh em ạ. Và bên cạnh đó là chơi 2 bình nhảy. Combo Super Wish thì mùa giải trước thì mình cũng đã làm một video cho anh em xem rồi. Nếu bạn nào mà chưa xem thì hãy xem lại trên kênh Akari Gaming. Cực dị luôn. Và rất hiếm người chơi sử dụng cái combo Super Wish này bởi vì nó tốn quá nhiều slot. 40 slot. Tuy nhiên đối với những game thủ đẳng cấp thế giới như người chơi Deep ở Clan Vatang thì họ vẫn có một cách xử lý gì đấy nó khác bọt. Như vậy là Bạch Cốt King tham chiến luôn rồi. Bạch Cốt King đánh với cả là Super Wit ở góc 9 giờ đi vào. Vâng, những em Big Boy đã được triển khai vào trận thi đấu này. Chiến đi bạn ơi. À, các bạn có thể thấy là những em Big Boy nó đi nó đấm cực kỳ ngon nghẻ luôn nha. Vâng, ăn cái bẫy lốc xoáy mất rồi. Mà không sao, đại chiến vẫn còn. Chúng ta vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Có thêm một bình nhảy nữa đã được đập ở khu vực nhà chính.
lính thủ nhà của đội bạn Headhunter cũng được tham gia trong tình huống này, mà các bạn có thể thấy là cực kỳ căng co vân vân luôn này. Còn giáo khi mà đợi quân nó ăn áp sát vào khu vực nhà chính nổ tuyệt vời, Lava Pup bục ra ư, chúng tôi không sợ đâu bạn nè. Vâng, làm sao mà ăn được chúng tôi bạn nè. Rồi tiếp tục nào, chui sâu vào bên trong đi nào. Quá căng luôn, và nhìn số lượng lính Wish còn rất ít đúng không? Nova với chúng tôi này. Và các bạn có thể thấy là khi mà Big Boy đã chết thì Super Wish nó chuẩn bị nó đẻ tiếp. Vâng, không sợ đâu. Chết thì nó lại mọc ra. Vâng, nó mọc đúng thời điểm khi mà con Royal Champion của đội bạn với cả rất nhiều công trình phòng thủ đang bắn đến những em này. Và khi mà Big Boy nó đã đỡ đòn thì là Queen và những đội quân ở phía sau thoải mái luôn. Royal Champion cũng như là đàn Hawk đang ở hộp từ hướng 12 giờ và đập về hướng 3 giờ rồi. Rất ít công trình phòng thủ còn lại. Vâng, cây Inferno 1 kia thì nằm sàn. Các bạn có thể thấy là Big Boy nó đam quá to so với quy định luôn. Vâng, nó đập mô tả như đập con vậy. Rồi, mặc dù còn Big Boy không có máu nữa nhưng mà vẫn nó vẫn ăn kia. Ô quá chất luôn, hơn 30 giây nữa mà đội quân vẹt ra còn quá nhiều. Vâng, còn chần chờ gì nữa mà không bấm like, share, đăng ký kênh Akadi Gaming ủng hộ mình các bạn ơi. Quá hay luôn nào.